Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube channel của mình. Và đây là video niềng răng của Mia. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm 4 tháng mà mình niềng răng, cảm giác như thế nào, và có thêm một vài cái kiểu thông tin cho mọi người tham khảo ấy, nếu mà mọi người đang có ý định niềng răng nha. Video này sẽ chia làm 3 phần. Đầu tiên đó là lý do tại sao mình niềng răng, về chi phí, thời gian và địa điểm mình niềng răng ở đâu. Thứ hai đó là những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình tìm hiểu niềng răng, kiểu niềng răng nó sẽ diễn ra những cái giai đoạn như thế nào ấy. Và thứ ba là cảm nhận khi mà niềng răng của mình và một số lưu ý về vệ sinh răng miệng nha. Đầu tiên đó là lý do tại sao mình niềng răng. Mình sẽ để hình ảnh cho mọi người xem ở đây nhá, trên này này. Đó, thì mọi người nhìn thấy nụ cười này rất là bình thường đúng không? Nhưng mà thực ra là vấn đề của mình nó đến từ hàm dưới. Mình cười thì không lộ hàm dưới nên nó không bị lộ đâu. Nhưng mà mỗi lần mà quay video ấy, hoặc là kiểu nói chuyện ấy, thì mình không tự tin, bởi vì hàm dưới của mình nó bị khấp khểnh do hồi bé sợ nhổ răng. Lúc mà thay răng ấy, sợ nhổ nên nó bị mọc lẫy lên. Cái lúc đấy thì nha sĩ bảo với mình là cháu về cháu sẽ lấy cái lưỡi đấy ra. Nhưng mà kiểu là nó không hiệu quả đâu, khi mà cái răng của mọi người nó đã nhú lên rồi ấy. Và khi mà quá trình lớn lên của chúng mình thì răng của chúng mình càng ngày càng trưởng thành hơn, thì nó sẽ chen chúc nhau và nó sẽ càng lệch hơn. Đặc biệt là khi mà mọc hai cái răng khôn ở hàm dưới nha, thì nó lại càng kiểu bị khấp khểnh hơn ấy. Không hiểu đấy là cảm giác của mình hay sao ấy, nhưng mà nói chung là tôi rất là tự ti. Và tôi cũng có đi khám thì nha sĩ bảo rằng là cái vấn đề này nó chỉ là vấn đề thẩm mỹ thôi. Nhưng mà bởi vì mình rất là kiểu quan tâm đến thẩm mỹ ấy, nên là dù nha sĩ nói là niềng cũng được mà không niềng cũng không sao ấy, nhưng mà mình vẫn quyết định niềng nha mọi người. Và mình niềng ở đâu? Mình niềng ở Hà Đông, Hà Nội. Mình sẽ để địa chỉ của cái nha khoa mình đang niềng ở phần mô tả video cho mọi người tham khảo nha. Chi phí niềng của mình là 14 triệu. Trước đây thì mình nghĩ là chi phí niềng nó rất là đắt đi mọi người, nên là mình cũng không dám đi niềng hay là dám bảo với bố mẹ gì cả. Và mẹ mình cũng bảo rằng là răng của mình đẹp rồi, không cần niềng, chị mình cũng nói thế. Nhưng mà bây giờ là mình đã quyết định niềng. Cái 14 triệu là bởi vì là răng của mình nó ở cái ca nhị, chỉ cần dàn đều răng ở hàm dưới thôi, cũng không phải bắt vít hay là cũng không phải nhổ răng gì cả. Chi phí niềng răng bây giờ hầu hết các nha khoa đều cho trả góp rồi, nên là mọi người cứ an tâm. Mọi người nếu mà có nhu cầu niềng ấy thì cứ tham khảo nhiều nha khoa xem, và mình trả góp dần dần thôi thì sẽ đẹp. Mình thì được chỉ định niềng chỉnh nha trong vòng 12 tháng. Mình thấy là quá trình này cũng rất là ok. Mình sẽ zoom kỹ cho mọi người nhìn thấy răng của mình hiện tại nha. Về phương pháp niềng răng thì mình niềng răng bằng mắc cái kim loại mọi người. Tại sao lại chọn mắc cái kim loại? Bởi vì đây là cái mắc cái truyền thống nhất ý. Và mình cũng được tư vấn là trường hợp của mình thì nên mắc cái kim loại, bởi vì nó cũng nhanh mà. Mình cũng không có vấn đề gì ngại khi mà đeo niềng cả. Và nó cũng là phương pháp rẻ nhất. Theo như mình xem review mọi người nói là mắc cái kim loại sẽ giúp cho răng chạy nhanh hơn. Chỉ là bọn mình cần phải đến nha khoa thường xuyên theo cái lịch của bác sĩ. Như mình là cứ 2 tuần mình sẽ đi chỉ nha một lần nha. Cái này thì mọi người sẽ đi khám tùy nha khoa. Có nha khoa thì là 2 tuần, có nha khoa thì là 1 tháng. Nhưng mà mọi người cứ đi theo cái lịch trình của nha sĩ chỉ định là được. Mình thấy mọi người nói là mắc cái xứ nó bị dày hơn ấy. Khi mọi người đeo mắc cái kim loại nha, cái miệng của mọi người đã hơi bị nhô ra, cảm giác như là bị hô một tí, nhưng không sao đâu. Và có một số bạn nói là nó còn dễ bị vỡ cơ, nên là mọi người cứ tham khảo. Còn có một cái nữa là máng niềng trong suốt, cái niềng Invisalign ấy, thì cái đấy nó mắc quá. Mình không có đủ tài chính rồi, mình cũng thấy là mình không cần thiết. Nhưng mà nếu mà mọi người rất là quan tâm đến thẩm mỹ thì mọi người niềng bằng cái đấy cũng được. Thì mọi người sẽ cảm thấy là niềng nó như không niềng đâu, không ai biết mọi người đeo niềng đâu. Nhưng mà nó mắc nha, nó phải tầm 100 triệu hay sao ấy. Được rồi, mình không mơ đu được. Đó, còn thứ hai đó là cái việc là quá trình niềng răng sẽ diễn ra như thế nào. Khi mà mọi người niềng răng thì cái câu mình hay hỏi nha sĩ nhất đó là em phải đeo mắc cái trong bao lâu, rồi kiểu như là bao lâu thì em mới được tháo mắc cái ấy. Mặc dù là mình rõ ràng mình biết là niềng trong 12 tháng đúng không, nhưng mà mình thấy răng của mình nó đều nó chắc lại rồi, mình vẫn cứ nghĩ là mình sẽ được tháo mắc cái nhanh chóng. Nhưng mà không nha, quá trình mà niềng răng của mọi người ấy, nó sẽ diễn ra theo 4 giai đoạn. Tức là trước khi mà niềng răng thì mọi người cần đi khám, hay còn gọi là tiền chỉnh nha nha. Cái này thì sẽ bao gồm như là chụp phim răng miệng của mọi người ấy, rồi có thể là lấy mẫu hạch cao. Nha sĩ sẽ tư vấn cho mọi người chính xác về chi phí, về thời gian, về phương pháp để cho mọi người lựa chọn, để mọi người quyết định là có niềng hay không. Cái giai đoạn này thì mình khuyên mọi người là mọi người đừng có ngại đi khám nhiều nha khoa nhá. Người cứ đi để tham khảo thôi ấy. Bởi vì là mỗi nha khoa nó lại có một cái mức chi phí ở một cái kiểu khác nhau, sẽ tư vấn cho mọi người để mọi người có thể cân nhắc là nên niềng ở chỗ nào. Nhưng mà vẫn nên là chọn những nha khoa kiểu uy tín, và mọi người cũng không cần ngại khi mà đi khám ở nhiều cơ sở đâu. Bởi vì hầu hết bây giờ ấy, nhiều nha khoa mình đã đi khám thì mình thấy là mọi người cũng rất là kiểu thân thiện, bác sĩ kiểu cởi mở ấy, cũng tận tình tư vấn cho mình để mình có thể biết được là tình trạng răng của mình như thế nào. Hầu hết là sẽ không mất phí, nhưng mà nếu mà có mất phí thì chắc là cũng chỉ là một khoản phí nhỏ thôi.
nên là mọi người cứ yên tâm. Và nha sĩ cũng không bắt mọi người là vừa đi khám cái là mọi người phải đeo mắt cái luôn, mà mọi người sẽ có thời gian để lựa chọn. Sau khi mà chúng mình đã được khám này, tư vấn và chốt là mình niềng, quyết định là mình niềng rồi, thì bác sĩ sẽ gắn mắt cái. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà nó thay đổi nhất, đó là mình sẽ gắn những cái mắc cài và đi dây cung vào trong răng. Thì cái quá trình gắn mắc cài mọi người phải chuẩn bị tâm lý, đó là nó sẽ diễn ra rất là lâu nhá. Kiểu là mình sẽ gắn từng cái mắc cài lên răng ấy. Và cái kỹ thuật gắn mắc cài của nha sĩ cực kỳ quan trọng luôn. Bởi hầu như là cái mắc cài này nó sẽ đi với bọn mình từ cái lúc niềng cho đến cái lúc tháo luôn. Nếu mà không có những cái trường hợp như là mình bị bung mắc cài nhá, thì gần như là nó đi xuyên suốt quá trình luôn, nên là cần có cái kỹ thuật tốt này, cái việc là cái vết keo dán nó cũng phải đẹp nữa, thì mọi người mới cảm thấy thoải mái được. Đương nhiên là lúc mà mới đeo là sẽ không thoải mái một tí nào đâu, ví dụ như là mình gắn mắc cài mất gần 1 tiếng thì phải, cả quá trình là khám vệ sinh các kiểu nữa là gần 1 tiếng là nằm để bác sĩ gắn mắc cài. Và sau khi gắn thì trải nghiệm của mình sao nhỉ, nó bắt đầu vừa đi ra khỏi nha sĩ thì nó sẽ ê, nó đau, nhưng mà đến lúc ăn thì mới biết tay nhau nha mọi người. Mình nhớ là mình gắn hôm đấy là buổi chiều, xong rồi mình đi ăn cháo ở chợ Đồng Xuân, cháo sườn đi, và cái cháo thì mình chỉ có nuốt được cháo thôi, còn cái thịt từ cái miếng sườn rất là mềm như vậy mà mình cũng không cắn được luôn, nói chung mình không nhai được luôn, nó rất là đau. Và quẩy thì cũng chịu luôn nha, không ăn được quẩy đâu mọi người ạ. Nên là mọi người cứ chuẩn bị cái tinh thần là đau trong vòng 2 tuần mọi người phải ăn cháo. Đây là trải nghiệm của mình nha, thì cũng là lý do tại sao má của mọi người chỗ này nó sẽ hóp lại, bởi vì không ăn được mà, và mọi người sẽ cảm giác là bị khó chịu ê, bởi vì mình chưa quen với cái vật thể lạ ở trong răng của mình ấy. Nhưng mà dần dần sẽ quen, và như bây giờ mình đeo mình cảm thấy là như không đeo luôn, không có vấn đề gì cả, ăn uống bình thường rồi. Nên là mọi người cứ chịu khó một tí, chịu khó thời gian đầu, dần dần sẽ quen là sẽ cảm thấy bình thường. Tuy nhiên là cũng phụ thuộc cái cảm giác đau hay không ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là răng của mọi người tình trạng nó đến đâu. Ví dụ như răng của mọi người khớp cắn rất là nhiều này, bị ho, bị khớp cắn ngược này, đấy là trong trường hợp mọi người mà phải bắt vít hoặc là nhổ răng thì đau nha. Nhưng mà mình nghĩ là mọi sự đánh đổi đều xứng đáng nữa. Ngay cả cái việc là mọi người không đi niềng răng mà răng của mọi người có vấn đề ấy, thì nó cũng là một cái vấn đề liên quan đến sức khỏe rồi. Nên chỉnh nha để có một cái nụ cười đẹp hơn, thẩm mỹ đẹp hơn, cũng như là sức khỏe răng miệng tốt hơn. Sau khi mọi người đã mắc cài thì trải qua 4 giai đoạn. Đầu tiên sẽ là cái giai đoạn làm đều và phẳng cung răng nha mọi người. Cái quá trình này chúng mình sẽ thường xuyên đi thay chun nha. Thay chun thì như nha sĩ của mình thì là 2 tuần mình sẽ đi thay chun một lần. Và tùy vào nha khoa, có thể các bạn sẽ là 1 tháng đi thay chun một lần. Đây là tùy vào cái chỉ định của nha sĩ thôi. Và tại sao chúng mình lại phải thay chun? Thay chun là bởi vì là cái chun đấy nó sẽ giữ cái mắc cài và cái dây cung. Khi mà chun xong một thời gian đeo rồi thì nó sẽ bị giãn ra, nó không còn lực giữ để dàn răng nữa. Nên là mình cần thay chun kiểu định kỳ theo lịch của nha sĩ để đúng cái tiến độ để cho nó dàn răng ra đều hơn. Khi mà mọi người thay chun thì không đau đâu, nó không đau đớn gì cả và nó diễn ra rất là nhanh thôi. 2 tuần đầu là cái quá trình mà niềng răng mọi người sẽ thấy đau ở những cái răng. Cái thời gian đầu thì mình sẽ thấy là răng của mình như mỗi lần nó đều lung lay ý mọi người ạ. Nó lung lay nhưng mà cái tình trạng lung lay rất là bình thường, bởi vì răng của chúng mình cần chạy ra khỏi vị trí cũ. Ví dụ như là những cái răng của mình cần xoay này, cần tiến lên một chút, lùi lại một chút, dàn ra một chút, thì những cái răng mà cần xoay có vấn đề ấy, thì nó sẽ đau nhiều hơn. Và nếu mà nó về đúng cái vị trí mà theo cái lực kéo của cái dây cung đấy rồi thì nó sẽ đau nha. Như mình thì sau 2 tháng là răng của mình đã dàn được, nhìn nó cũng đều rồi, nó không cần phải đi sâu trong nữa. Và mình sẽ để hình cho mọi người nhìn kỹ. Đến sau 4 tháng như mình bây giờ là mình đã cảm thấy răng của mình rất là đều rồi. Để mình zoom kỹ cho mọi người thấy tình trạng răng của mình nha. Mọi người thấy là hàm dưới của mình đã rất đều rồi không? Nhưng mà có một cái đó là quá trình mà dàn răng này nó sẽ khiến cho răng của mọi người hơi nhô ra đằng trước một tí. Ví dụ như là mình đang cảm giác là mình hơi bị hô và tự nhiên hàm trên của mình đã có khoảng trống, trong khi là hàm trên của mình trước đây là rất là đều nha mọi người. Cung khớp cắn của mình là chuẩn, nhưng mà sau khi mà 4 tháng đeo niềng, nhất 2 tháng nó đã có cái khoảng trống này rồi. Nhưng mà cái vấn đề thì nó không sao cả, cái này là rất là bình thường thôi, thì nó sẽ được khắc phục vào những cái giai đoạn sau, nên là mọi người không cần phải lo lắng quá. Qua giai đoạn 1 rồi là từ khoảng 4 đến 6 tháng, chúng mình sẽ đến giai đoạn 2, đó là chỉnh tương quan răng hàm và xử lý các khoảng trống. Ví dụ như là mình có khoảng trống ở răng đấy, nhưng mình vừa cho mọi người xem đây này, đó, thì mình sẽ được kéo cái khoảng trống này lại. Còn như mọi người mà có những cái vấn đề như là móm hô hoặc là khớp cắn ngược gì đó thì sẽ được chỉnh trong cái giai đoạn này nha. Nếu mà trường hợp mọi người có nhổ răng thì thời gian ở cái giai đoạn này nó sẽ lâu hơn và mọi người sẽ được đeo những cái dây cung cứng hơn cái giai đoạn đầu. Ví dụ như là thời gian đầu ấy
Cái giai đoạn 1 ấy thì chúng mình sẽ đeo cái dây cung kim loại dẻo mềm. Còn giai đoạn 2 thì cái dây cung nó sẽ cứng hơn. Nha sĩ cũng có thể cho mọi người dùng những cái như là dây chun lò xo này, hoặc là cắm mini vít để kéo răng tốt hơn. Theo tìm hiểu của mình thì mọi người rất là sợ cắm vít và có vẻ như là rất là đau. Nhưng mà nha khoa nếu mà đã chỉ định cắm vít rồi thì trường hợp mà cắm vít của mọi người thì sẽ giúp để kéo cái răng. Cái vít nó giống như là một cái cọc để kiểu như là thêm lực ấy, để kéo cái răng của mọi người tốt hơn, chỉnh cung hàm chuẩn hơn. Mọi người cứ cố gắng, với cả kiểu không cần sợ quá đâu ấy, rất là nhiều người niềng răng rồi. Và dù nó có khủng khiếp đến đâu ấy thì chúng mình vẫn có thể trong cái mức chịu đựng được. Kiểu không phải một mình khổ nhất, có rất nhiều người cũng đã trải qua rồi. Mình thấy là có những anh chị mà gần 30 tuổi rồi ạ, mọi người vẫn niềng cơ. Nên là nếu mà mọi người mà có nhu cầu niềng ấy thì mọi người cứ tích tiền, hoặc ví dụ như mình đã hơn 20 tuổi rồi, mình có thể đi làm thêm các thứ rồi thì mình cũng tiết kiệm và mình niềng răng, thì mình thấy vẫn rất là ok. Nên là mọi người cứ yên tâm và tin tưởng vào lộ trình của nha sĩ, rồi mọi chuyện nó sẽ dần dần tốt hơn ấy. Ví dụ như là mình cảm thấy cái răng của mình nó chạy rất là nhanh luôn. Ở trong cái giai đoạn này thì mình cũng có thấy là mọi người có những bạn sẽ phải mài răng, mài kẽ răng ấy, hoặc là dùng chun tách kẽ ấy. Nói chung là nó cũng đau thôi, nhưng mà tất cả những cái công cụ này cũng để hỗ trợ cho chúng mình có một cái khớp cắn chuẩn hơn này. Sau khi mà cái bước chỉnh hết những cái vấn đề về niềng xong thì chúng mình sẽ đến cái giai đoạn cố định và đợi ổn định tình trạng răng, thì chúng mình có thể được đeo chun liên hàm để cố định hàm trên và hàm dưới khớp nhau hơn. Chị cũng có thể bẻ cái dây cung để điều chỉnh được cái khớp hàm theo thẩm mỹ của nha sĩ. Sau khi đã điều chỉnh tất tần tật các vấn đề về răng thì nha sĩ sẽ cố định răng bằng chỉ thép một vài tháng trước khi tháo niềng, và cuối cùng sẽ là giai đoạn tháo niềng, cái giai đoạn mà mình nghĩ là mọi người đều mong chờ đúng không? Đến khi tháo niềng thì nha sĩ sẽ dùng kỹ thuật tháo niềng và vệ sinh lại răng tùy vào nhu cầu của mọi người mà có làm trắng răng luôn hay không, và sẽ lấy dấu răng để làm hàm duy trì. Hàm duy trì thì có ba loại như hình ý, chúng mình sẽ có hàm duy trì cố định luôn là nha sĩ sẽ gắn vào mặt trong của răng, hoặc là hàm duy trì kim loại, cái loại mà phổ biến với mọi người nhiều hơn là cái khay duy trì trong suốt giống như là cái máng niềng Invisalign. Thì mình thấy là mỗi loại nó cũng sẽ có ưu nhược điểm riêng, và nha sĩ sẽ tùy vào cái tình trạng răng miệng của mọi người và cho mọi người đeo cái hàm duy trì phù hợp. Nha sĩ cũng sẽ hướng dẫn mọi người là cách đeo hàm duy trì trong bao lâu, rồi đeo như thế nào và những cái lưu ý sau đó. Và cuối cùng sẽ đến cảm nhận của mình khi mà niềng răng nha. Mình cảm thấy là năm 2023 là năm mà mình cái việc ý nghĩa nhất mình làm mà không hối hận, đó là việc niềng răng. Nó tuy đau nhưng mà mình vẫn có thể chịu đựng được. Và mình cảm thấy là nếu mọi người tìm được một cái nha khoa uy tín thì chắc chắn là mọi người sẽ có một hàm răng đẹp hơn cái hàm răng ban đầu của mọi người. Và cứ bảo rằng là niềng răng rồi sau này ảnh hưởng rồi lại phải đeo hàm duy trì, nhưng mà mình thấy là việc đeo hàm duy trì là việc kiểu nên để cho cái răng của mình nó không chạy lại. Và hình như là đeo hàm duy trì chỉ một thời gian mà bằng với cái thời gian niềng răng thôi. Nên là mọi người nếu mà muốn đi niềng răng thì hãy dũng cảm lên nha. Vì còn cái việc là niềng răng nó có thay đổi khuôn mặt hay không, ví dụ như mũi của mình có cao lên không, môi của mình có trái tim không, hàm của mình có nhỏ lại và cằm có villa hay không ấy, nó phụ thuộc vào cái tình trạng răng. Ví dụ như là tình trạng răng của mọi người càng nghiêm trọng ấy thì cái mức độ mà sau khi niềng nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Nha sĩ thì cũng chỉ là người sẽ điều chỉnh các vấn đề về răng thôi, không phải là bác sĩ phẫu thuật ở Mỹ. Mình trước đây mình cứ nghĩ là niềng răng sau mình sẽ xinh đẹp tuyệt vời, kiểu là mũi mình sẽ cao hơn, môi mình trái tim trúng tím hơn, cằm của mình nó sẽ vi lai hơn. Ví dụ như góc nghiêng của mình rất là xấu với mọi người, mình bị thiếu cằm ấy, không chán của mình rất là cao ấy, là mình mong muốn là cằm của mình, hàm của mình nó nhỏ lại. Nhưng mà trường hợp cái case của mình thì nha sĩ đã nói là răng của em chỉ đều hơn thôi, chứ mặt của em vẫn y chang à, nó sẽ không có cái việc là kiểu đẹp hơn hay như nào đâu. Và mình cũng nghĩ là không có một nha sĩ nào ấy dám chắc chắn cho mọi người là sau khi anh niềng răng cho em xong thì mặt của em sẽ xinh hơn, bộ phận trên khuôn mặt ngũ quan của em sẽ hài hòa hơn. Không phải nha mọi người, không chắc chắn được đâu. Nha sĩ chỉ có thể chắc chắn cho mọi người là nha sĩ sẽ làm cái tình trạng răng của mọi người tốt hơn, đẹp hơn, khớp cắn chuẩn hơn, và nó không có vấn đề gì về ăn uống cả. Còn về vấn đề vệ sinh răng miệng thì mình rút ra đó là mọi người nên dùng bàn chải điện và tăng nước. Có thêm cả chỉ nha khoa này, chỉ gia khoa cái dạng mà cầm cũng như là chỉ gia khoa dạng cuộn ấy, để mọi người vệ sinh kiểu mắc những thức ăn thì nó sẽ nhanh chóng có thể gỡ ra được. Và mọi người nên ăn những cái đồ mềm thôi. Như mình là mình ăn hôm mình ăn chân gà ấy, mình thấy không đau nữa, mình cảm thấy là cắn được rồi. Mình ăn chân gà và nó bị búng mắc cài nha mọi người. Nên là mọi người đừng có như mình báo nha sĩ lắm. Còn nếu mà mọi người búng mắc cài, mọi người cứ đến nha sĩ thôi, người ta sẽ gắn lại cho mọi người đừng lo lắng. Mọi người đừng học mấy cái video trên mạng mà kiểu búng mắc cài hay dây cung ấy, lấy kéo vào cắt nha, rất là nguy hiểm luôn. Nhỡ may là đi cả hàm răng luôn đấy. Nên là cứ đến nha sĩ. Có một cái nữa đó là mọi người khi mà đánh răng ấy, mọi người nên cạo lưỡi. Thì cái vấn đề về hơi thở này, hoặc là vấn đề về răng miệng sâu răng các thứ ấy, nó sẽ giảm hơn cho mọi người.
Không là rất là dễ bị viêm lợi khi mà niềng răng. Nếu mọi người có gặp phải thật ý, thì hãy lấy muối hồng xong rồi pha với nước ấm súc miệng trước, sau đấy thì mọi người sẽ đến nha khoa để cho người ta kiểu điều trị cho mình ấy. Nếu mà tình trạng nó nặng quá thì cần cực kỳ là phải đến nha sĩ nha. Mọi người đã đi theo gói niềng rồi nhưng có vấn đề gì thì hãy liên hệ với nha sĩ để nha sĩ tư vấn cho mọi người cái lộ trình phù hợp nhất. Và đấy là tất cả kinh nghiệm của mình trong quá trình mà mình niềng răng. Mình niềng răng được khoảng 4 tháng, có nghĩa là 6 tháng nữa mình sẽ được tháo. Nên là sau một thời gian nữa nếu mà mình được tháo, mình sẽ làm thêm một cái video để review cho mọi người biết nha. Nếu mà mọi người muốn mình làm thêm nội dung gì về răng, ví dụ như là mình cũng có kinh nghiệm nhổ răng khôn nha mọi người. Mình đã nhổ hai cái răng khôn bên này rồi, và sau Tết thì mình sẽ nhổ thêm hai cái răng khôn bên này nữa. Nói chung là tôi đen nha, tôi bị mọc 4 cái răng khôn mọi người ạ. Thì mình sẽ ra thêm video cho mọi người, và mình sẽ thu xếp kiểu như là lúc mà mình nhổ răng khôn mình xin xem mà có quay được không. Còn về vấn đề vệ sinh răng miệng trắng răng này, nếu mọi người thích thì mọi người có thể comment cho mình biết, hoặc là các đồng niềng có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho mọi người cùng biết ở dưới phần comment nha. Mọi người đã xem video của mình đến tận đây, hãy like và subscribe để nhận thông báo mới nhất, và mình sẽ quay trở lại với nhiều video và nội dung hữu ích hơn ở trong lĩnh vực làm đẹp. Bye bye, chúc mọi người đều có nụ cười xinh nha.